Trước diễn biến của cơn bão số 14, sáng nay đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh. Tại thành phố Vinh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cần có phương án di dời dân cư ở khu vực nhà tập thể, khu vực nhà tầng Quang Trung hay ở những vùng tạm bợ đến nơi trú ẩn an toàn. Tập trung chẳng chống nhà cửa cây cối đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, cần phải tính đến phương án điện thắp sáng và điện thoại mất do cường độ tàn phá của cơn bão này. Tại thị xã Cửa Lò, tính đến 9 giờ sáng nay đã có 255 tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, vẫn còn 30 chiếc thuyền đang khai thác ngoài biển. Hiện thị xã Cửa Lò đang tiếp tục liên lạc kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Thị xã Cửa Lò cũng đã xây dựng phương án di dời dân ra vùng nguy hiểm. Theo đó, nếu bão đổ bộ vào Nghệ An thì thị xã Cửa Lò sẽ di dời 1.220 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các công trình hạ tầng tại thị xã Cửa Lò đều đã được chẳng chống đảm bảo an toàn. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu thị xã Cửa Lò cần làm tốt công tác kêu gọi tàu thuyền đảm bảo trước 19 giờ tối nay, tất cả tàu thuyền đều về bến an toàn. Tại nơi trú ẩn của tàu thuyền cần chẳng chống tốt để tránh va đập, bảo vệ an toàn cho tàu. Cần chuẩn bị tốt công tác di dời dân đối với những vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Thông báo về diễn biến và mức độ nguy hiểm của cơn bão trên các hệ thống thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người dân tập trung triển khai phòng chống cơn bão này. Cần tránh tư tưởng chủ quan trong công tác phòng chống lụt bão.